Cái đó là mụn đá đó. Trời, em nói chờ đợi là hạnh phúc đi. Ráng 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 rồi đã rồi, thật to 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 to, trời ơi rất là tiếc quá. Để nặng cục mụn dây dây để cho nó dính dính mấy cục mụn. Tao đó, đó cục này là hình như là cục đá luôn chứ không phải là cục mụn. Ê, rớt rồi. Không có cách nào lượm này dính vô. Tại mát không? Đau. Đau, đúng đau luôn. Cục nướng to lắm. Xím một coi thì... cho chị thêm mâm nước muối thì cái quạt đừng có phật phật và đang khô mấy cái này rơi mụn. Trời ơi, nó lì.
Toàn mụn già không á. Thì đau quá rồi đó, sợ đau. Chịu nổi rồi đó. Ráng ít con chỗ này nè. Lần đau nó ít đau hơn giờ lần đau nhiều. Chứ nó đau rồi là cái chỗ môn cũng đau hết á. Đi chứ đó. Đau quá rồi. Đâu? Đây. Tìm chỗ mô đây. Rồi chắc chừ là đau lắm rồi đó. Nó chỗ này vô vùng này hơi đau hơn. Vùng này ít đau hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đau lắm rồi đúng không? Mấy con yêu quái qua mà học nặng mụn đá này. Mấy con yêu quái qua học nặng mụn đá chứ lần đấy. Kiếm gì giùm đi. Kiếm gì. Chẳng bị xỉu rồi. Em vô cháu. Vô được không? Còn hòn. Á, được rồi nè, đủ rồi nè. Đã hết cái này rồi, tắt. Thiện đang lỡ môn. Rồi. Chưa chi cũng sủa rồi kìa.